Xót xa cảnh Dương Tử ngồi xe lăn đến phim trường, tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Cách đây vài ngày, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Dương Tử bị chấn thương ở chân khi quay phim mới. Điều này không chỉ khiến người hâm mộ của cô, mà cả những mọt phim hoang ngữ vô cùng lo lắng. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh Dương Tử ngồi xe lăn trở lại trường quay sau khi tin tức Dương Tử bị trật chân trong một cảnh chạy xe tại phim trường Tình Yêu 199 nổ ra. Tên tuổi của cô lập tức lọt hot search Weibo và thu về lượt bàn luận khủng. Được biết, đây là dự án hiện đại tiếp theo của cô sau Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Phim này nàng Tiểu Hoa sẽ nên duyên với Phạm Thừa Thừa. Trong bức ảnh vừa được lan truyền trên Weibo, blogger cho biết mình bắt được khoảnh khắc Dương Tử được nhiều trợ lý hỗ trợ khi đến trường quay. Có vẻ như vết thương vẫn chưa lành hẳn, cho nên cô phải ngồi trên xe lăn, nhân viên đoàn phim ở ngay bên cạnh và giúp cô che chắn kỹ lưỡng. Hiện phía Dương Tử và ekip Tình Yêu 199 chưa lên tiếng về bức ảnh được lít ra nói trên. Tại các chủ đề bàn luận trên Weibo, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Theo đó, đa phần công chúng dành lời khen cho sự kính nghiệp của Dương Tử khi đến phim trường để hoàn thành cảnh quay, mặc cho chấn thương chân chưa lành hẳn. Bên cạnh đó, số khác lại nghĩ cô nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành hẳn, rồi hãy tiếp tục làm việc. Trước đó, phía Dương Tử đã phản hồi rằng vết thương của nữ diễn viên không quá nghiêm trọng nhờ sơ cứu kịp thời, nhưng người hâm mộ vẫn rất lo lắng cho cô. Trong thời gian tới, bên cạnh Tình Yêu 199, Dương Tử còn một dự án cổ trang chế tác lớn đang đợi lên sóng là Trường Tương Tư. Đây được xem là dự án được kỳ vọng sẽ mang về cho cô nhiều thành tích mới. Trong phim, cô hợp tác với ba nam thần là Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ. Dương Mịch tái xuất điện ảnh sau những cú trượt dài, ăn diện như tuổi đôi mươi gây chú ý. Bộ phim đề tài huyền nghi Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch vừa chính thức khai máy tại Bắc Kinh ngày 8 tháng 2. Bên cạnh những cái tên thực lực như Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi và Lý Cửu Tiêu, thì nữ tiểu hoa 85 Dương Mịch cũng gây chú ý khi đảm nhận vai diễn chính. Không phải cổ trang ngôn tình như các dự án trước đây Dương Mịch tham gia, Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được lại là một dự án thuộc thể loại phim hài. Vai diễn điện ảnh lần này khiến không ít fan hâm mộ hy vọng Mịch tỷ có thể lấy lại đẳng cấp mảng phim điện ảnh sau nhiều cú trượt dài trong thời gian qua. Trong các bức ảnh được đăng tải, Dương Mịch ăn mặc khá trẻ trung khi xuất hiện ở địa điểm khai máy. Dù đã 36 tuổi và trải qua một lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn được khen xinh đẹp. Được biết, bộ phim có nội dung xoay quanh bốn người không quen biết nhau, bất ngờ tụ tập để chia chác lợi nhuận trong kho hàng ở rạp hát. Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được gây tò mò khi bốn người này lại vô tình vướng vào một vụ án mạng, mà vụ án này lại có liên quan đến chuyện ăn lẩu. Thân phận của bốn người cuối cùng dần được hé lộ, sự thật về vụ án cũng được làm sáng tỏ. Được phong là thần nhan, Thành Nghị vẫn bị tình cũ Viên Băng Nghiên lấn hết vi rùa trong phim mới. Bộ phim Anh Hùng Chí với sự quy tụ của dàn sao nổi tiếng Thành Nghị, Trịnh Nghiệp Thành, Lý Nhất Đồng đã chính thức làm lễ khai máy vào ngày 9 tháng 1 năm 2023 vừa qua. Một số tạo hình nhân vật trong phim theo đó cũng nhanh chóng rò rỉ ra ngoài. Do Anh Hùng Chí thuộc thể loại nam chủ, Thành Nghị đảm nhận vai nam chính, đồng thời cũng giữ vị trí nhất viên trong phim, nên dân tình không còn quá xa lạ với hình ảnh nam diễn viên xuất hiện trên trường quay. Ngược lại, Trịnh Nghiệp Thành vì chỉ là vai phụ, không có quá nhiều đất diễn, nên phải mãi tới bây giờ, ngôi sao Trúc Khanh Hào mới thực sự ra mắt công chúng, trong tạo hình cổ trang không thể bắt mắt và xoáy hơn, thậm chí còn có phần ấn tượng hơn hẳn Thành Nghị. Chưa nói tới khuôn mặt đẹp không góc chết, bất chấp cam thường, chỉ tính riêng khoản khí chất của Trịnh Nghiệp Thành đã đủ sức hạ gục vô số trái tim netizen. Bản thân những cư dân mạng cũng không tiếc dành cho nam diễn viên những lời khen có cánh. Trước đây, khi góp mặt ở Trúc Khanh Hào, ngoại hình đẹp xuất sắc của Trịnh Nghiệp Thành trong vai diễn Cầm Y Vệ cũng từng gây sốt màn ảnh nhỏ một thời gian dài. Nhiều người cho rằng có thể nhan sắc của anh không phải quá xuất chúng hay tới mức nghịch thiên, nhưng sao nam 9X lại có vai bờ rất phù hợp với những tạo hình cổ trang. Anh Hùng Chí là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư sản xuất với kinh phí lên tới 300 triệu tệ, thuộc thể loại nam tần võ hiệp, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tôn Hiểu. Dự kiến, phim sẽ lên sóng cả trên đài truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến. Từng là chị em tốt, giờ Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị Dương Mịch hại thê thảm. Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến là một trong những cặp chị em thân thiết của Cbiz. Mỹ nữ họ Dương cũng là người có công rất lớn trong việc nâng đỡ nàng hoa tuyết Tân Cương. Trước đó, cả hai đã từng hợp tác trong nhiều bộ phim như Cổ Kiếm Kỳ Đàm,
tam sinh tam thế thập lý đào hoa, phanh nhiên tinh động. Không những vậy, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba còn nhiều lần cùng xuất hiện chung trong một sự kiện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, dân tình đều cho rằng mối quan hệ của cả hai đã không còn như xưa. Nguyên nhân một phần là bởi Dương Mịch đã quyết tâm muốn rời khỏi Gia Hành. Không những vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba còn phải trở thành người chịu trận sau khi bà chủ rời đi. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba bị Gia Hành ép phải đóng kiều tàng. Trước đó, dự án này đã được Donny đóng giày cho Dương Mịch. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, tên của nàng Tiểu Hoa lại bị xóa mất. Dự án này đến giờ vẫn bỏ trống. Các fan của nàng mỹ nữ Tân Cương đều không mong thần tượng sẽ đóng bộ phim này. Nguyên nhân là bởi kiều tàng có sự đầu tư của Gia Hành, vậy nên sẽ không tránh được việc Địch Lệ Nhiệt Ba phải mang theo người mới. Việc phải nâng đỡ nhân vật phụ quá nhiều trong phim sẽ khiến khán giả cảm thấy phản cảm. Điều này chắc chắn sẽ chẳng đem lại lợi ích gì nhiều cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, cũng có một bộ phận cư dân mạng mong Địch Lệ Nhiệt Ba sớm cuốn gói khỏi Gia Hành giống Dương Mịch. Đây sẽ là cơ hội để nàng mỹ nữ Tân Cương phát triển hơn và tự do tìm được dự án phim mình muốn đóng. Tuy nhiên, hiện tại việc Địch Lệ Nhiệt Ba có đóng kiều tàng hay không vẫn là một ẩn số lớn. Triệu Lệ Dĩnh, Cúc Tịnh Y và dàn mỹ nhân đỏ sắc áo tím cổ trang 2023. Không có nhiều như màu trắng, đen, đỏ, nhưng màu tím lại là một trong những gam màu rất nịnh mắt ở các bộ đồ cổ trang, đặc biệt hơn khi dàn mỹ nữ diện trang phục màu tím, mang đến cảm giác nhẹ nhàng. 1. Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn. Tuy còn chưa quay xong, nhưng tạo hình của Triệu Lộ Tư ở Thần Ẩn đã lít ra khá nhiều, một trong những bộ đồ khiến khán giả mê mẩn nhất của cô nàng, lại mang sắc tím, với thiết kế khá giống trang phục ở trường Ca Hành. Lúc đầu netizen còn nhầm, tưởng đâu là nàng Lý Lạc Yên. Nhưng mà nhìn kỹ một chút, thì bộ màu tím này lại xinh xắn hơn hẳn, không chỉ giúp Triệu Lộ Tư nổi bật, mà còn làm cô nàng trông nhẹ nhàng, nhã nhặn. So với những tạo hình lít ra trước đó, mọi người có vẻ ưng và khen ngợi bộ đồ này rất nhiều. 2. Triệu Lệ Dĩnh trong Giữ Phượng Hành. Trong Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh có rất nhiều tạo hình đẹp mắt và đa màu sắc, từ đỏ, hồng, trắng, đến xanh, đều đủ cả. Nhưng nhìn lộng lẫy nhất lại là bộ đồ màu tím của cô nàng, kết hợp thêm phụ kiện cài đầu bằng vàng, nàng thẩm ly trông sang hơn hẳn. Tuy đây vẫn chưa là bộ đồ thể hiện sức mạnh và quyền lực của cô nàng, nhưng phải công nhận, Triệu Lệ Dĩnh xứng đáng hai từ mỹ nữ khi diện bộ trang phục này. Chỉ tiếc là hình ảnh bộ đồ tím lít hơi ít, nên netizen chưa được ngắm nhiều như các tạo hình khác. 3. Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung. Mỹ nữ 4.000 năm có rất nhiều tạo hình bắt mắt ở Hoa Nhung, ngó qua thì trang phục nào cũng đều lộng lẫy. Quan trọng là phụ kiện đi kèm và trang điểm của Cúc Tịnh Y trong phim rất kỹ, nên đều đẹp hết. Có điều, tạo hình tím của cô nàng được chú ý hơn, vì đây là trang phục mà Cúc Tịnh Y diện trong ngày đóng máy. Hình ảnh của bộ đồ này cũng có nhiều, và đương nhiên là cô nàng trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, lại cực kỳ nữ tính. 4. Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Không chỉ chuyên một màu tím trên trang phục, tạo hình của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường thường được pha với màu trắng, tạo cảm giác rất nhẹ nhàng, ví như bộ đồ màu tím của cô nàng được pha thêm sắc trắng và xanh da trời, cây quạt mà Lý Lan Địch cầm cũng được pha màu như thế, trông rất đồng bộ. Tuy nhiên, đó là những bộ đồ mà khi nhân vật của Lý Lan Địch còn trên thiên giới, lúc xuống nhân gian, nữ chính Ly Quang Dạ đàm diện bộ đồ với chỉ một sắc tím, trông cũng khá đẹp mắt, dịu dàng, lại thêm phụ kiện tông xuyệt tông thì đẹp xuất sắc. 5. Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng và Trường Nguyệt Tẫn Minh. Cũng giống như Lý Lan Địch, bộ đồ màu tím của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng cũng được pha thêm màu sắc khác, ví dụ như bên trong cô nàng diện đồ tím, bên ngoài khoác thêm áo trắng pha xanh, cách phối đồ trông khá hợp mắt. Hay trên poster của Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc diện bộ đồ trắng, điểm thêm họa tiết có màu tím, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Mặc dù Bạch Lộc thường xuyên bị nói là đậm tuổi, nhưng cô nàng diện mấy bộ đồ này đều rất hợp mắt. Ngoài Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc còn diện sắc tím trong Trường Nguyệt Tẫn Minh với thiết kế độc đáo, gồm áo choàng đính thêm tua rua, trông Bạch Lộc vừa điệu đà lại xinh xắn ở tạo hình này. Bên trong cô nàng diện bộ đồ màu trắng, bên ngoài là lớp áo choàng màu tím nhẹ nhàng, phụ kiện kèm mái tóc tết, mang đến một nàng lê tô tô tinh nghịch, dễ thương. 6. Dương Tử trong Trường Tương Tư. Nhắc đến Trường Tương Tư, thì mọi người đều nghĩ đến tạo hình đỏ rực rỡ của Dương Tử trên poster hay hình ảnh áo trắng thướt tha, nhẹ nhàng của cô nàng. Nhưng mà tạo hình của nàng Tiểu Yêu còn có bộ đồ tím xinh xắn, không được cầu kỳ bằng mấy bộ đồ khi Dương Tử đóng cảnh hôn lễ hay về chiều, nhưng cũng đẹp đáo để, chỉ hơi tiếc là tạo hình này của cô nàng lít hơi ít,
có vài tấm, nên không được chú ý bằng những tạo hình khác. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.